Rồi, ok, chào các bạn, mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi thì okay, có bạn mà không hiểu lắm về cái mấy cái lá bài Fusion hay là dùng Fusion như thế nào thì ok, mình sẽ hướng dẫn. Thì nói chung là bữa nay mình sẽ hướng dẫn cái cách dễ trước ha. Nhưng mà lưu ý là cách này chỉ áp dụng được từ phiên bản của Zoe trở đi thôi nha các bạn. Còn những cái phiên bản trước đó thì cách này không có tác dụng. Rồi. Tại vì đơn giản là chúng ta không có cái lá bài để phục vụ cho cái việc đó đó mà. Thì tất nhiên là để Fusion được thì các bạn phải có cái lá bài sẵn ở đây rồi. Đối phương cũng sẽ để sẵn ở đây. Nói chung là muốn các bạn muốn Fusion thì các bạn phải có cái lá bài để mà chúng ta Fusion ra cái đã. Và ngoài ra thì chúng ta cần có bài nguyên liệu. Cái sân này là sân Fusion nè các bạn. Một cách khác nữa để các bạn có thể Fusion mà không cần cái lá Fusion á, là các bạn phải có cái sân để Fusion. Đó, ví dụ như đó, khi có cái sân này ra rồi thì các bạn chỉ cần có bài nguyên liệu là tự động nó ra luôn. Đó, ví dụ như hai con đầu sấm sét hợp lại thì nó sẽ ra luôn cái con này gọi là con rồng sinh đôi. Rồng sấm sét mà sinh đôi các bạn, khá là nguy hiểm á. Rồi, ok, ông anh lợi hại. Nhưng mà phải 3 lượt nữa ông anh mới được đánh em. Chà. Ông anh đừng có đùa. Loại một con trước cái đã. Nè, ví dụ như nè. Ví dụ con này đi. Con thì các bạn cứ đọc ở đây nó có hướng dẫn. Ở dưới này nè, đó bạn thấy không? Để gọi ra được con tam thủ lục nhãn bạch long á thì các bạn cần có 3 con rồng trá mắt xanh. Và cần một cái lá bài Fusion nữa nếu các bạn không có cái lá sân này. Sân này là sân chuyên dùng để Fusion. Hay ví dụ như giờ cái con này đi, con này là con Skull Dragon, tức là con rồng đầu lâu. Thì các bạn phải có con Summer Skull, tức là con vu quỷ á. Và con rồng tên là Red Eye Bee Dragon. Để phải có hai con này thì nó mới Fusion ra con này được. Thì đó chính là Fusion đó các bạn. Thì một là các bạn dùng cái lá mà hình cái lốc xoáy giống ở bên mình hay chơi bên Yugi á. Cái bản mà mình đấu với Yugi á, hoặc là các bạn sẽ có cái sân này. Nhưng mà cái sân này thì hình như là từ cái phiên bản của anh Joey cho đi mới có. Chứ bản của Kaiba hay Yugi thì hình như không có cái sân này hay sao, thấy không thấy hẳn dùng. Rồi thì ok. Con quái này thì mạnh đây, muốn diệt nó khá là khó đó. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta có cách để xử lý như vậy không. Ồ, ảnh có lá bài hồi sinh các bạn. Rồi ok, ông ánh lợi hại. Rồi không sao. Rồi lại hồi sinh. Ồ, lại Fusion ra được con nữa. Ồ. À cái con đó là con nguyên liệu con ngoài các bạn. Cái con này nè nó rất hay là nó có thể thay thế bất kỳ một con Fusion nào để mà ra được một lá bài mạnh. Nói chung là các bạn mà thu phục được cái con đó thì các bạn khá là thành công. Nè, ví dụ con này là các bạn có cái con này là mình cũng có con này rồi nè. Thì ví dụ như các bạn có con này rồi mà các bạn muốn gọi ra con rồng Skull á, con rồng 3.200 này nè, thì các bạn chỉ cần lấy con này cho nó kết hợp với con này là được. Nói chung con đó này nó khá là dễ tính các bạn. Rồi úp xuống. Ông anh dở rồi, em ra lá này được là ông anh mệt rồi. Không có lá tráp nào ở đây thì ông anh đừng hòng làm khó được em. Cái lá này thì nó lại phụ thuộc vào số lá bài ở dưới này nha các bạn, chứ không phải lá bài trên này. Rồi loại con này trước chắc ăn các bạn. Hết hồn kêu ông anh. Và tất nhiên giờ tới lượt mình. Ông anh ơi, ông anh đừng có chủ quan. Không sao, giờ cái điểm này là mình cũng ngon nè. Đó. Hai lá này mình còn hơi yếu, sau mấy lá này mình úp xuống để tránh mình mất máu thì bị bắn thôi. Với lại phải hết lượt này ảnh mới bắt đầu bắn mình được. Rồi lật qua đi em càng cảm ơn thêm. Ảnh lật qua là ảnh dở rồi.
Nhưng mà giờ không, hai bên đều không có bài để giật, thành ra cũng như không. Con này dở lên luôn. Rồi, tội nghiệp ông anh. Để coi con này bắn trước. Rồi xong một phát. Phát thứ hai chơi. Rồi con này bắn đây. Bộ này thì mình nhớ hình như không có con thủ 2000. Để thử coi. À rồi, ok, cái lỗ 100. Rồi thôi dỡ lên luôn đi, không được xài. Không cho anh xài trap luôn các bạn. Thằng đó mình cũng sẽ không được xài mà cũng chả sao. À đúng rồi, con này cũng là con nguyên liệu các bạn. Mà nó cũng dùng để là con nguyên liệu dùng để gọi ra con Zoadark ấy. Con này là nguyên liệu để tạo ra con đây nè các bạn, bấm lên nè, là để tạo ra con này nè các bạn. Đó, The Fall Wicked Maiden nè. Như thế em phải có thêm lá Mary The Fall One nữa. Rồi, ok. Để xem nào, lấy con này bắn luôn, tiếc chi. À, là con này, ảnh hết bài rồi. Lưu ý các bạn, con này cũng nguy hiểm lắm đó. Tại vì nếu mình nó là để tạo ra con này nè. Đây, nó để tạo ra con này nè các bạn. Bình thường nó đã mạnh rồi, nhưng mà mặc dù là sức mạnh nó sẽ giảm dần, nhưng mà về cơ bản nó tạo ra cái con đó cũng khá là ngon. Đó, phiêu xanh thì từ bản của Sui trở đi thì có khá nhiều cách. Thế đó là lý do là sao mình bữa nay mình hướng dẫn bằng cái bản này, chứ mình không hướng dẫn bằng bản của Kai 3 là của Yugi. Còn của Marik thì nó lại thay đổi một số yếu tố, một số con không có mặt rồi. Thành ra mình hướng dẫn bằng bản này là ok nhất. Và thật ra đây cũng là bản mà mình chơi nhiều nhất các bạn. Lúc mà mới làm cái giờ cái series về Yu-Gi-Oh này là mình chơi bản, hầu như mình chơi bản này không, mà mình không có chơi bản của Yugi với Kai-ba luôn. Nhưng mà về sau mình thấy là thiếu bài quá, mình phải qua hai cái bản kia mình chơi để mình lấy bài. Chứ cái bản này là nó tổng hợp gần như là đầy đủ nhất. Tất nhiên là về sau thì bản của Marik thì được thêm nữa. Bản này có 771 lá bài thôi, bản của Marik là tới 1000 hơn, 1001 lận. Nhưng mà có một điều thì bản của Marik thì một số con nó sẽ bị bỏ ra. Rồi, ok, ok. Trời ơi, trap nhiều dữ vậy anh trai. Rồi, ok. Con này xuống trước. Đơn giản là để nó chết cái con effect là con khác. Ấy da, mất lá này của mình hơi dở. Con này cũng có thể dùng để fusion nè, nguy hiểm lắm á. Có con cánh cục hay là con Hane, mấy con fusion là khóc luôn á các bạn. Tại vì các bạn fusion là toàn phải tốn từ 2 lá trở lên không. Mà bị con này nó quăng vô một cái là muốn gọi ra được lần nữa là cũng khổ lắm á. Mấy con quăng vô thì nó rất là lợi hại khi phải đối phó với những con mạnh, mà đối phó với quái thường thì nó lại không lợi lắm. Tại vì nó bị quăng vô thì lượt sau là gọi ra thôi, coi như là mất một lượt ra bài thôi. Nên ra con này rất nguy hiểm nè. Úp xuống. Xin 5 lá nha ông anh. Nó bị giật mất hai con này rồi là ảnh khỏi gọi phiêu xanh ra con rồng một sinh đôi luôn rồi. Ok. I end my turn. À rồi, có lá này ở đây ngon rồi. Nhưng mà là có lá này mà có thêm con Shinzo nữa là coi như bài rất dễ bị vô hiệu hóa. Mấy cái bài trap là rất dễ bị vô hiệu hóa luôn. Con gì đây? À, con này bài đặt lá lớn. No.
Dở rồi nha ông anh. Rồi cho úp xuống luôn chả sao. Có lá này lại càng hay. Rồi thôi úp lá này xuống để lấy bài, tiện thể giật bài của ảnh luôn các bạn. Như là phối hợp nhiều chiến thuật với nhau. Thường thì mình cầm 52 lá thôi, nhưng mà giờ đang hứng chí cầm luôn 64 lá cho vui. Con này nữa. Rồi thôi ok, không cần dở lên đâu các bạn. Tại đơn giản là nếu mà mình dở lên con này sẽ không bắn, do là anh này ảnh không bao giờ ảnh dùng con những con dưới 1000 để bắn cả, mình biết tính anh lắm. Rồi dở lá lên. Con này đi. Ai chà trap nhiều thế. I end my turn. Ba thứ nhất, bắn. I was waiting for you to do that. Mario 4, nguy hiểm đấy. Giờ quăng ra là con này chết, loại con này thì không quan trọng lắm. Thôi loại đi. Dù sao con này cũng có giá trị để thủ, loại được nó là mình cũng đỡ phần nào. Ê, không dễ vậy đâu man. Ây dạ, rồi thôi ok ông anh lợi hại. Dám thí lá bài hồi sinh là ảnh cũng phải liều lắm á. Tại lá rất là quý. Rồi ok, quăng con này ra trước. Từ từ loại con này trước đã. Rồi ok, rồi sau chúng ta mới thủ được. Mấy con Fusion này Summon cũng sợ con này lắm nè các bạn. Bắn nhầm nó cái bay vô lại luôn á. Mà con này lại thích là nó bay vô nó được đầy điểm lại. Anh chơi cái thế này hay quá. Mình tính dùng con này để lợi dụng mà giờ vậy mình lừa sao con này nó bắn cái ảnh lại qua ra được con nữa là hai con này nó bắn mình hết máu luôn. Rồi quăng úp con này xuống cũng không được. Đây được rồi, hay bắn khỏi cần úp con này xuống các bạn. Rồi đây ảnh kéo máu mình hơi bị kinh đấy, không đùa đâu. Nhưng mà không sao, chơi Yu-Gi-Oh là cái đầu chúng ta phải lạnh và phải tỉnh nữa. Rồi ok, chấp nhận luôn các bạn. Hai con này nó không được bắn khi không có quái trên sân. Điểm yếu của con này là nó chỉ bắn được quái thì nó không bắn vô máu của mình được. Ây chà, úp con này xuống đã. Mà dây lợi cho ảnh đó chứ đùa đâu. Ây da, rồi ra bài hơi xấu. Hmm,
lấy cái bình ra đã, nếu lấy được. Anh xung quanh lạnh dở rồi. Anh xung quanh một con thôi để rút bài luôn. Oh, nãy úp con này xuống ngon rồi. Giờ lấy được cái bình ra thì hết máu. Rồi ok, cho ảnh thắng lại ăn dán đi các bạn. Úp con này xuống, con này nó bắn thì chúng ta có thể chịu được một đòn, quên mất. Cứ hơi tiếc con này, các bạn muốn gọi là giữ con này là để gọi con khác ra, dùng con này để gọi cái bình thôi. Rồi thôi ok, nói chung là chơi không được tiếc các bạn. À đây con này đây rồi. Rồi đây, không nói nhiều, mình phiêu sân mình cách này luôn. 5.000 cũng không tiếc. Đây tam thủ lục nhãn bạch long ra trận. Lượt đầu tiên thì không được bắn, người ta thường ít khi nào ra liền lắm. Nhưng mà mình sợ tôi qua mấy lượt sau mình mất máu mà. Rồi anh không dám đánh rồi. Let me give you a little hint. You better be careful because this card's a trap. Rồi từ từ. Tránh ảnh chơi mình. Úp thêm một con xuống nữa. Yeah. Ấy da. À, là con này. Ok, ảnh có lá này mà mình cũng mệt đây. À. Ê trời, ảnh phá đúng lá đó nha. Vậy thì mình tạm thời mình không tấn công được. Cái lá này nó rất là củ chuối. Oh, ghê thế. Một con này gọi lên làm cái gì? Chắc để fusion rồi. Ô oh, hai con này ra luôn hả? Dở rồi ông anh ạ. À thôi khoan, mình có thể kéo chân ảnh nhưng mà kéo con này phí lắm. Rồi ảnh phá thôi, ảnh phá đúng cái lá đó, phải có cái lá đó phá được lá này. À, cứ quăng con Watch Rider ra đi. Rồi sau đó thì không bắn thôi. Ở đó nãy mình đạp con này mình bắn, mình được bắn cầu mai. Mình biết rồi ảnh hên mấy luôn mấy lần thì sao. Đấy úp con này xuống thủ, giật bài của ảnh chơi. Đó mà được đấu một trận nên giày mới hay nè. À, gọi con này ra hả? À, à, hết hồn chưa? Rồi à, ngon giật được, à, coi loại được con này là mình mừng rồi. Rồi bộ fusion của ông anh lợi hại đấy. Oh. Lá này là chống úp bài xuống luôn. Ồ oh, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Nhưng mà giờ em để con bài này của em đây nè. Ông anh ngon thì ông anh nhào vô. Con này bắn nó là bị trừ 500 công, 500 thủ đấy. Rồi cho ảnh tự trừ máu ảnh đi. Mình giật luôn cái lá sân của ảnh rồi. Tới nhà ảnh còn hai lá nữa cơ. Rồi để coi ảnh mà ra bài mà ra con nào ngon ngon anh Suman nữa là mình càng mừng nè. Suman đi anh, Suman đi anh, Suman đi anh ơi. Rồi thôi con này cũng được. Em có trap hơn rồi anh. I end my turn.
giờ nó ảnh đang để đó này, mình không úp xuống được luôn. Úp xuống nó này tự động ngửa lên các bạn. Ảnh cũng không úp được lá này của ảnh xuống. Dụ mình bắn đấy. Rồi thôi không sao, tạm thời án binh bất động. Này đúng kiểu là coi ai lì hơn rồi. Rồi anh sắp hết máu rồi. I end my turn. Bài quái mình hơi nhiều. Chỉ cần phá được lá này là thế trận hỏng liền. Rồi xong. Hai bên không ai được đánh ai nha. Càng kéo dài càng lâu ảnh càng mệt, coi như là ảnh mất hết 1.500 rồi đó. Trời, ra lá này không đúng lúc tí nào. Trời ơi, lá này nữa hả? Cho nổ một lá của mình cũng thắng nữa. Ok, bắt đầu ra bài được rồi đấy. Nguy hiểm, nguy hiểm. Đó. Ok. And Fusion. Rồi đây. Ra được con rồng 3.200 rồi. Ông anh là cũng tính tỏ ra nguy hiểm rồi mà. Oh. Oh, ok. Doan được ạc ra trận. Biết ngay mà. Thánh này lá bài tên là Thánh Doan luôn á. Tức là Thánh Đa đó các bạn. Rồi trời ơi là trời. Ông anh, số ông anh rất là nhỏ luôn đấy. Từ từ khoan, để cho ảnh trừ ảnh 500 điểm rồi đó. Rồi ông anh muốn làm gì thì tùy, nhưng mà ông anh hết máu rồi. Khỏi cần cho nổ con gì lớn các bạn, nổ con này thì anh đủ chết rồi. 1.200 thì mình còn đủ máu để chịu, nhưng mà 1.200 với ảnh là giá này vàng được quân mạnh ra, nhưng mà có điều nhà mạnh nó đối nhau, sau đó là đánh một đòn hiểm ai là người chiến thắng. Gần tới hết trận ảnh tính ra bài mạnh, anh áp chế mình, tại mình ở đây toàn bài yếu không, mặc dù là anh sẽ không xạ được con lục nhãn bạch long của mình, đúng là tam thủ lục nhãn bạch long, tại con này là rồng trắng mắt xanh ba đầu, nhưng mà nào ngờ bị mình dùng cái chi cái này để mà đánh hiểm các bạn, kết quả là ảnh thua. Rồi bài mới thì hết rồi các bạn. Bộ bài này mình chơi đủ hết rồi. Cái sân này dùng cái sân Umi, cái con Umi nè, thì nó sẽ giúp chúng ta không miễn nhiễm với sát thương. Tức là giờ ví dụ bắn trúng thì vẫn mất máu, hoặc giấy nó bắn trực tiếp mình luôn thì mình vẫn trúng thôi, nhưng mà sẽ không mất máu. Cái này là để chống mất máu. Con này thì mình chả biết để làm cái gì nữa. Cái lá này thì để nhân đôi, mà hình như chỉ dùng với con Kuribo hay cung gì đó thôi. Nói chung là bài là giờ lấy cho vui chứ cũng chả giá trị gì. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Bạn nào muốn biết về Fusion thì mình Fusion rồi đó. Gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.